Chào tất cả anh em. Hôm nay mình mới về được hai mẫu rìu đốn cây của Mỹ, dòng thương hiệu của hãng H Mỹ. Trong này nó có hai mẫu. Một mẫu đầu tiên là mẫu số 1, nặng 900 g, dòng chiên đẽo cây, chặt cây đó anh em. Cho nên là nó thiết kế là cái lưỡi nó sẽ dẹp, không có phần tách gỗ. Tổng chiều dài của nó là 35 phân, bản lưỡi của nó là 8.5. dòng này là dòng chiên chặt cây nha anh em, nó nặng 900 g. Và mẫu số 2 là cái mẫu vừa chặt cây và vừa chẻ củi, cho nên là anh em thấy trên cái thiết kế cái lưỡi rìu này nó sẽ có một cái phần chữ V để tách gỗ này, khi chặt vô nó ra nước gỗ, và đặc biệt là nó vừa chức năng đẽo gỗ được luôn. Cây này nó 2 trong 1 và nó cũng dài 35, bản lưỡi của nó là 7.5 phân và nó nặng 1 kg. Hàng này nhiều anh em mua của mình về và đã khen ngợi là chất lượng rất là tuyệt vời. Hôm nay mình sẽ test trực tiếp cho anh thấy về cái sức công phá của hai cái mẫu rìu của Mỹ này. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái lưỡi rìu chặt, mình chặt sắt trực tiếp cho anh em xem luôn. Đây là cây kéo của Nhật nè, cây kéo tôn của Nhật, thép rất là cứng, nhưng mình sẽ công phá cho anh em thấy cái độ công phá của nó. Đầu tiên mình lấy cây rìu chẻ củi đi. Mình công phá cho anh em thấy. Không hề hấn gì nha anh em. Anh em thấy chưa? Cái phần lưỡi không hề bị mẻ, bị lún vào. Và cái vết chặt cực kỳ kinh khủng. Đó anh em thấy chưa? Rồi, sức mạnh của nó đã được chứng minh về cây rìu chặt này. Và thứ hai, mình lấy cây rìu đẽo, mình công phá cho anh em thấy luôn. Đây cũng là cây kéo cái tôn của Nhật nè. Đó, thép nó cứng lắm. Giờ mình sẽ công phá cho anh em thấy. Không hề mẻ, không hề lún nha anh em. Anh em xem kỹ đi, không hề có dấu vết gì hết. Cho nên là cái hàng này là mình đảm bảo chất lượng cho anh em xài là bao bền, hàng còn rất là mới keng đó, và chất lượng thì tuyệt vời. Mình bán đồng giá mẫu rìu đẽo và mẫu rìu chặt của hãng H Mỹ này, đồng giá là 500 ngàn, mình bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Hàng tốt, chất lượng, đáng để anh em xài. Rồi anh em nào quan tâm thì liên hệ mình. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Giờ mình sẽ chặt lại vài lần nữa cho anh em thấy nha. Lưỡi không hề mẻ nha anh em, đó. Lưỡi không hề mẻ nha anh em, đó, anh em thấy sức mạnh nó chưa? Đây là dấu vết chặt của nó đây, kinh khủng chưa? Đó, hàng là đảm bảo chất lượng cho anh em. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây, anh em nào quan tâm liên hệ bên phía mình. Xin cảm ơn anh em.